kem này là quen kem đông quen chỉ còn nhà bà Tân có thôi các bạn ạ. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đây các cháu có nhìn thấy những gói gì đây không? Đấy, thì các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip mà sẽ làm một mâm kem Milo siêu to khổng lồ các cháu ơi á. Đấy, một mâm kem Milo hôm nay là tổng là mấy chục cái các cháu ạ. Đấy, thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của mâm kem và đĩa kem Milo hôm nay này. Đấy, bà có chuẩn bị đây là sữa Milo. Đấy, đây là sữa Milo. Còn đây là cũng là sữa Milo nữa. Bà có chuẩn bị thêm, đấy, sữa bột Milo. Còn đây là bột làm kem đây các cháu này. Đấy, và đây là cái que. Đấy, thì các cháu ạ, cái khuôn kem hôm nay thì là bao gồm là tí là bà cắt cái sữa này ra, bà bỏ ra vào xoong, bà đun lên, bỏ bột làm kem vào bà đun lên. Sau khi bà đun nó chảy tan hết rồi, cho bà sẽ lại đổ vào cái đây, đổ vào cái phong sữa này, sau bà cắm cái que này vào. Đấy các cháu nhá, thì là bà làm các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá. Bà làm xong rồi bà bỏ vào tủ lạnh nhá, vào ngăn đông nhá, lấy một ngày 24 tiếng đồng hồ nhá. Thì bà làm xong rồi bà lại mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức kem Milo của bà nhá. Rồi, bây giờ bà đi thực hiện luôn này, kiểu các cháu chờ lâu rồi, thôi đi bà đi. Các cháu ơi, bây giờ bà sẽ cắt bỏ những cái hộp sữa này, bỏ vào cái chảo này nhá. Xong bà đặt lên bếp, bà đun nóng lên, xong bà cho bột làm kem vào nhá. Rồi, bây giờ bà cắt này. Đây, bà có sử dụng một con dao tem. Cũng hơi là khó đấy các cháu ạ. Bây giờ bà như này. Rồi. Bà sẽ gẩy nó lên. Đấy, bà hớt cái này đi. Bà cắt bục sọ nó đây, bà đổ vào đây, các cháu nhìn này. Đấy, sữa Milo đây. Ở đây là cái khuôn nhá, cái này là cái khuôn kem của bà. Đấy, đây là cái khuôn rồi bà để đây, bà cắt tiếp theo một hộp nữa. Wow, rất là thơm các cháu ạ. Đấy. Các cháu ơi, đây, thế là hộp cuối cùng rồi đấy. Bà đã cắt bỏ hết 30 hộp sữa Milo vào đây rồi các cháu nhìn này, đấy. Thì bây giờ bà sẽ đặt lên bếp nhá. Bà đun nóng lên cho bà bỏ bột kem vào nhá. Rồi. Các cháu ơi, đấy, bà đã nhóm bếp rồi, bà đặt lên này, bà đun nhá. Bà đun nó nóng già lên cho bà bỏ bột làm kem vào. Mới bà bỏ thêm một tí sữa Milo khô vào nữa nhá. Để cho cái kem Milo nó thêm vị đậm đà nhá các cháu nhá. Rồi. Bây giờ bà đang các cháu ơi, đấy, bà đun nó nóng già rồi các cháu ạ. Thì bây giờ bà sẽ bỏ bột kem vào nhá, và bà có cho thêm một ít sữa bột Milo khô vào để cho cái vị kem Milo của bà nó thêm vị đậm đà nhá. Rồi bây giờ bà bỏ bột kem vào, bà bỏ bột kem vào. Thơm lắm các cháu ạ, thơm nước mũi luôn. Đấy. Rồi bà có bỏ thêm ít bột Milo vào, sữa bột Milo khô vào. Thế còn này nó ngọt rồi, bà không cho thêm đường nữa. Rồi. Rồi, mà cho thế thôi. Để cho cái vị kem Milo nó thêm vị đậm đà. Wow, thơm lắm các cháu ạ. Nước mũi lên. Bà đun nó sủi lăn tăn lên cái là nó cho nó chảy tan cái bột kem này, cái là thôi nhá các cháu nhá. Sao bà mang ra để nguội, sao bà múc vào những cái hộp sữa ấy. Các cháu ơi, nó đang sủi rồi đây, các cháu là đang sủi lăn tăn này các cháu nhá. Đây, bà đun thêm một lúc nữa sau là bà bắc ra khỏi bếp rồi. Rất là thơm. Đấy. Các cháu ơi, bây giờ nó nguội rồi các cháu ạ. Đấy, bây giờ nó nguội rồi, nó hạ nhiệt độ rồi. Thì bây giờ bà múc vào những cái hộp sữa đây nhá các cháu này. Đấy, những cái hộp sữa này bà đã chuẩn bị cắt lỗ hết rồi. Bây giờ bà múc vào này.
đây bà con chuẩn bị cái phễu con đấy, các cháu nhìn này, đây xem nào, một gáo, hai gáo, ba gáo, không biết nó có đầy không? Ôi trời, vừa hay, ui dồi, vừa hay đầy các cháu ạ. Đấy, được một, đấy, một chú rồi. Bây giờ bà cho que vào này, đấy, bà cho que này. Và bà đã nhấm ở giữa đây rồi. Các cháu nhìn này, đấy, đây bà để đây nhá. Đấy, thế là bà đã làm được một thành phẩm một chú kem rồi. Còn chờ nó nguội là bà đưa vào ngăn đông tủ lạnh thôi. Bây giờ bước tiếp theo bà làm tiếp. Cũng hơi là tỉ mẩn các cháu ạ. Một ca này, lần này bà múc vôi hơn này. Hai ca này, hai gáo này, ba gáo rồi, đúng chuẩn rồi. Rồi, bây giờ bà để đây, bà lại cắm tiếp này. Bà lại cắm tiếp cái chiếc que này vào. Nó cũng không được ngay ngắn nhưng mà thôi. Đây, các cháu nhìn này. Rồi, bà lại làm tiếp. Tiếp. À, các cháu ơi, đấy, thế là bà đã múc hết rồi, vào 30 hộp rồi đây, các cháu nhìn này đấy. Có giống que kem không? Đấy, các cháu nhìn hấp dẫn chưa? Thì bây giờ mà mang vào tủ lạnh nhá, bà để vào ngăn đông nhá, 24 tiếng đồng hồ là mang ra là chén được thôi các cháu ạ. Các cháu ơi, bây giờ bà đưa vào tủ lạnh nhá. Wow. Wow. Đấy các cháu ạ, bà đóng vào nhá. Rồi. À, các cháu ơi, kem bà đã để ở tủ ngăn đông được 24 tiếng đồng hồ rồi các cháu ạ. Thì bây giờ bà lấy ra khỏi tủ nhá. Rồi. Wow, các cháu nhìn này. Này, các cháu nhìn này. Wow, đấy. Nó đóng đông rồi nhá, bây giờ bà mang ra là. À, các cháu ơi, đây, thế là bà đã làm xong một đĩa kem Milo đấy. Bà đã để trong ngăn đông 24 tiếng đồng hồ, nó đông rồi đấy. Thì bà có vừa mang ra, bà có vừa cắt rồi đấy, các cháu nhìn ở đấy nó, chiếc kem nó đã lên phấn này. Ờ, rất là thơm đấy, ngon lắm các cháu ạ. Đấy, thì bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng ăn kem Milo với bà nhá. Thì bây giờ mẹ lấy mẹ mời các con các cháu nhá. Bà, rồi. Bà đây, lại hai cháu nhỏ. Đấy, ai cháu nhỏ mời các bác các bạn nhá. Đây, trời. Mình mời tất cả các bạn nhá, mời mẹ kem nào. Ngon lắm, nhìn màu rực rỡ lắm. Ui, có xin. Mình mời tất cả các bạn nhá. Mình mời tất cả các bạn nhá, con mời bà nhá. Rồi. Mẹ ơi, nó đậm chất Milo luôn mẹ nhá. Bây giờ bà mời các cháu ăn với bà nhá. Các cháu mời bà nhá, mời cả mọi người nhá. Các bạn ạ. Toàn Milo ngon. Milo đặc, Milo luôn. Mềm sâu các cháu ạ. Ngon lắm các bạn ạ. Mình đang nóng mà được que kem này. Ngon lắm mọi người. Thơm đậm chất Milo luôn. Ngon quá các bạn. Ăn không kịp mất. Tiết trời lắng lắng mà cũng rất là hợp các cháu ạ. Buồn hết óc các bạn ạ. Cái này như mẹ cho cả bột kem sao nó mềm nhỉ. Anh cầm cười ấy. Bột làm kem. À, quá quá. Mình ăn không kịp các bạn ạ, nó rớt. Ngon thật. Các bạn ơi, đậm chất vị Milo các bạn. Thơm thật, sữa Milo thơm thật. Các cháu ạ, đấy, thơm thơm vị sữa Milo nó hòa quyện vào. Mát. Ngon. Hôm nay chết tết trời nóng các bạn ạ, hôm nay 40 độ cơ, mình ăn que này ngon lắm không ạ. Ngon. Mát các bạn nhá. Vị Milo đặc luôn, ăn ngon thật. Các bạn nhìn này. Mình túc cái hộp nào các bạn nhá. Wow. Đấy. Ngon lắm. Ngon lắm. Đẹp mà. Mát lắm các cháu ạ. Mì ăn không kịp luôn các bạn. Bài cho con xin con nữa. Cho con xin con nữa đi.
Đây mẹ cho con cái que này nó cắt rồi. Đâu? Que mẹ cắt rồi. Đây. Rồi 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 rồi. Này. Ơi con xin. Đây đây đây. Đây các bác ơi. Wow. Các bạn đây nhìn này. Wow, các bạn nhớ chưa? ngon quá các bạn. Mắm ạ. Ngon ơi là ngon các bạn ạ. Rồi lấy ra mình tan mút kem rồi các bạn. Mát. Mát bút tận óc luôn. Phải gọi là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời không mặt trời. Chưa bao giờ con ăn kem đã như ngày hôm nay. Thơm. Thơm Milo. Ngon không các bạn? Mình ăn không kịp luôn. Cô cháu ạ. Nó mát lắm, cho hòa quyện với hương vị sữa Milo lại. Bột kem vào ăn nó mềm. Đang gió mát nữa. Ngon lắm. Mình ăn gần hết hai que các bạn ạ. Ăn ngon thật, công nhận cái kem này ngon hơn cái kem mấy cái kem mà mình hay mua ở quán các bạn ạ. Kem này là quen kem bông quen chỉ còn nhà bản thân có thôi các bạn ạ. Đúng rồi, kem Milo mà qua quán mua không có đâu. Cháu mút mạnh vào nó rớt. Rớt tiếc lắm. Còn tớ đố các bạn mua đâu được que kem vào như này. Bà cho con quay lửa bà ơi. Quay lửa à? Ngon quá bà. Vâng, cháu ơi. Ui, con xin. Xé ra nhá, con lót mà cắt sẵn ạ. Xé ra đấy. Wow. Cháu có khỏe hết, mứt ra rồi. Ui. Ngon quá bà. Wow. Được hết bà. Các cháu ơi, đấy cái món này kem Milo hôm nay bà cảm nhận là nó thơm thơm vị bột Milo, nó mát các cháu ạ. Thì các cháu ơi, mấy bà cháu nhà bà cũng không ăn hết được đĩa kem Milo ở đâu. Thì bây giờ có khả năng là bà dừng clip tại đây thôi nhá. Thì còn đây là bà lại để vào tủ lạnh nhá. Thì dạo này nó cũng hơi buồn các cháu ạ, nó có dịch. Thì bà chúc các cháu cố gắng ra đường đeo khẩu trang nhá để giữ gìn sức khỏe. Thì bây giờ bà dừng clip tại đây nữa. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Mình chào tất cả các bạn.